Chào các bạn, hôm nay phong thủy may mắn sẽ luận giải về tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm 2020. Trong năm Canh Tý, bản mệnh nạp âm là Bích Thượng Thổ, phong thủy may mắn xin tiết lộ đôi điều về vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm 2020. Con giáp này dễ gặp phải tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với tổn thất cả tình và tiền. Phong thủy may mắn tặng miễn phí cho bạn Thái Tuế Phù là bùa may mắn trong năm 2020. Các bạn hãy liên hệ với phong thủy may mắn để nhận được phần quà này nhé. Đầu tiên thì hãy cùng phong thủy may mắn khái quát chung về tuổi Kỷ Hợi năm 1959. Con giáp thuộc niên mệnh này, bản mệnh nạp âm là Bình Địa Mộc, có ngày sinh từ mùng 8 tháng 2 năm 1959 đến ngày 27 tháng 2 năm 1960. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng xét đến nam mệnh. Xét về sự nghiệp của nam mệnh Kỷ Hợi sinh năm 1959, trong năm Canh Tý, người tuổi Kỷ Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, vì khả năng cạnh tranh không lành mạnh nên con giáp này khó chiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Để công việc được suôn sẻ, gặp ít sóng gió, khuyên nam mệnh Kỷ Hợi nên thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân. Vòng tam hợp quý nhân dùng để chiêu quý nhân, khi được quý nhân giúp đỡ thì công việc hanh thông, thuận đà phát triển. Bát Bảo Tâm Kinh đem lại bình an, may mắn, gia tăng phúc lộc. Khi phúc lộc tăng thì công danh sự nghiệp cũng theo đà mà phát triển. Thêm vào đó thì tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được bước tiến trên con đường sự nghiệp, cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Năm nay người tuổi Hợi cũng gặp nhiều bất lợi nếu tham gia các cuộc thi cử, bầu cử cũng như là trong các mối quan hệ xã giao với mọi người. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm 2020 là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm thì cần có thái độ chung thủy, không nên bắt cá hai tay, khiến cho chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như là người khác. Khi lựa chọn đầu tư thì không nên lựa chọn đầu tư vào những ngành nghề như là thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Xét về tài lộc, người tuổi Hợi không vượng đường tài lộc trong năm 2020. Trong các việc đầu tư, kinh doanh, bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu sự tổn thất, thậm chí là rơi vào cảnh phá sản do tin tưởng anh em bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc là do hứng thú nhất thời. Vì thế, trong thời điểm này, người tuổi Kỷ Hợi chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác, trong đó có cả những mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết. Nếu không, sẽ dẫn đến tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Để tài lộc tăng thì hãy sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật, tượng trưng cho sự bình an, may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú, giúp gia tăng phúc đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên tài lộc cũng tăng, công danh sự nghiệp thăng tiến. Khi làm việc thì cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời một ai một cách quá dễ dàng. Bản mệnh cũng cần phải có lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các chất kích thích, dễ gây tổn hại sức khỏe và làm nguồn cơn gây ra những rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Xét về tình cảm tuổi Hợi năm 2020, trong năm 2020, người tuổi Kỷ Hợi đào hoa khá vượng, cho dù bản mệnh là nam hay là nữ, nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Còn nếu là người độc thân thì bạn dễ có được những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng, vì thế ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cắt lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý thì bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Với những người đã lập gia đình, để vợ chồng hòa hợp hạnh phúc, anh chị hãy thỉnh ngay khổng tước phỉ thúy mang bên mình. Trong trường hợp bạn tình của mình có dấu hiệu ngoại tình, bồ bịch linh tinh thì hãy sử dụng gà trống hoặc kiếm gỗ đào để hóa giải.
Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như là sự nghiệp. Xét về sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi trong năm Canh Tý không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến cho các yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến cho bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, dễ phải chịu áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người thì gặp vấn đề về thận. Trong năm nay thì bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan tụ tập cũng như là trong cuộc sống thì cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia rượu, thuốc lá hoặc là có thái độ sống quá là phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu dài. Tuổi Hợi cũng nên tránh đến những nơi ẩm thấp có nhiều sát khí nếu không muốn những yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Sức khỏe không được tốt, trong năm hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe. Bát Bảo Tâm Kinh là vật phẩm được thiết kế hai mặt, bao gồm mặt trước là hình tượng tám bảo vật của nhà Phật tượng trưng cho sự bình an may mắn, mặt sau là Bát Nhã Tâm Kinh và ngũ bộ chú giúp gia tăng phước đức, phúc phần. Phúc phần tăng thì tuyệt nhiên sức khỏe cũng tốt, làm gì cũng tràn đầy năng lượng. Tốt nhất thì bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều các hoạt động tập thể, hoạt động công ích cũng như là công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Thứ hai, chúng ta cùng xét đến nữ mệnh. Xét về phương diện cuộc sống, gia đạo, tình cảm vợ chồng hòa thuận bên nhau, nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đối với tuổi Kỷ Hợi đã ly hôn thì đây lại là một năm bất lợi về chuyện tình cảm. Không gặp được người mà mình mong muốn, đôi khi còn hay bị lừa trong chuyện tình cảm. Chuyện gia đình, tình cảm vợ chồng không được như mong muốn. Hãy thỉnh Khổng Tước Phỉ Thúy. Khổng Tước Phỉ Thúy là vật phẩm phong thủy hàng đầu với nhân duyên. Nó được thiết kế bằng đá phỉ thúy, trên đó có hình tượng chim công, được làm bằng bạc 925. Chim công là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, quyền quý cao sang, nên đây là một trong những vật phẩm phong thủy hàng đầu về kích tình duyên. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, chú ý bệnh do ăn uống hay là bị đau dạ dày, trên người có tì vết của dao kéo để lại. Sức khỏe không được tốt, năm nay hãy thỉnh Bát Bảo Tâm Kinh để đem lại bình an sức khỏe cho quý cô tuổi Kỷ Hợi. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn bình thường không nên có sự thay đổi về công việc. Tài chính tiền bạc của quý cô Kỷ Hợi tiêu pha và hao tán nhiều vào cuộc sống làm ăn. Xét về phương diện ngoại giao, mối quan hệ ngoại giao không được tốt làm ảnh hưởng nhiều tới công việc, khuyên người mệnh Kỷ Hợi hãy thỉnh vòng tam hợp. Tổng quan tử vi tháng của tuổi Kỷ Hợi năm 2020, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi không ổn định, đặc biệt là ở hai phương diện tình cảm và tài lộc có nhiều bất động. Trên phương diện tình cảm thì con giáp này thường hay mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia, nhưng may mắn hai bên thường bao dung thấu hiểu cho nhau nên làm hòa rất nhanh. Khoảng thời gian đầu năm thì người tuổi này cần phải chi tiêu khá nhiều cho các hoạt động lễ lạc, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Do đó người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những khoản không cần thiết. Tử vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi này có những dấu hiệu tích cực, nhờ thế mà tài chính cũng có bước phát triển khả quan. Trong công việc thì bản mệnh phát huy được đức tính chăm chỉ, cẩn thận của mình, nên thường làm vừa lòng lãnh đạo, được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp thì yêu mến. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, tiền đồ rất hứa hẹn. Trên phương diện tài chính thì những người làm đầu tư kinh doanh được thần tài phù trợ nên không những có thể tìm được những mối đầu tư có giá trị, đánh bại đối thủ cạnh tranh mà còn có thể tạo lập được vị thế trên thị trường, kiếm được một khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Đây là thời điểm thích hợp đầu tư, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ xã giao và củng cố quan hệ người quen, chuẩn bị chu đáo cho bước phát triển tương lai của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều điểm sáng như tháng vừa qua, tuy nhiên thì sức khỏe ổn định, không gây nên những ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc thì bản mệnh có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao khi hợp tác với đồng nghiệp. Nếu có mâu thuẫn tranh chấp gì xảy ra, con giáp này không nên mất bình tĩnh, nóng nảy, đưa ra những quyết định sai lầm mà nên kiên nhẫn giao lưu trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng, tránh gây tổn thất cho công ty. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải do tác động của thời tiết. Vì vậy, cần chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học.
Khi có vấn đề xảy ra thì cần giữ trạng thái tinh thần tích cực, không nên lo nghĩ mang lại áp lực cho bản thân. Tử vi tháng 4 âm lịch. Trong tháng 4 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Hợi có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước, tuy nhiên con đường sự nghiệp vẫn còn lắm chông gai. Về mặt tình cảm, tháng này bản mệnh cực kỳ vượng vận đào hoa, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn có thể hấp dẫn được những đối tượng khác phái bằng tài năng, có điều kiện tốt nhờ bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý của mình. Nam mệnh cũng sẽ gặp được người như ý muốn nếu có thái độ chủ động và tích cực theo đuổi. Trên phương diện sự nghiệp thì bản mệnh dễ gặp những sai sót nho nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những điều này khiến cho cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng vào bạn. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai, bản mệnh cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay. Tử vi tháng 5 âm lịch. Bước vào tháng 5 âm lịch năm Canh Tý, lĩnh vực tình cảm của bản mệnh không còn vượng như tháng 4, thêm vào đó thì tình hình sức khỏe cũng không mấy lạc quan. Thời điểm này bản mệnh không còn được nhiều đối tượng săn đuổi, hy vọng tìm được nửa kia thực sự phù hợp với mình khá là thấp. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh không nên đặt nặng vấn đề này vào thời điểm này mà nên tập trung tinh thần cho sự nghiệp. Những người đã lập gia đình có mối quan hệ khá là xa cách với con cái do công việc quá mức bận rộn. Bản mệnh cần dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện với các con của mình, đồng thời không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, vì vậy cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối không lái xe khi đầu óc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Tử vi tháng 6 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi biến động khá nhiều trong thời điểm tháng 6 âm lịch. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên, nhờ thế mà tài lộc cũng có bước khởi sắc ấn tượng. Trong công việc thì những đề nghị góp ý của bản mệnh đều được cấp trên để ý và đánh giá cao, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, góp sức cho sự phát triển của tập thể. Đồng thời, bản mệnh dành nhiều thời gian để tiếp xúc với đồng nghiệp, khiến cho môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt được rất nhiều áp lực. Trên phương diện tài lộc, con giáp này có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng nhờ có sự tự tin và khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác nên bạn đưa ra được những quyết định sáng suốt, tránh được những tổn thất không đáng có và kiếm được khoản lời lãi kha khá cho mình. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên tình cảm thì lại vướng phải nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được nhiều khoản tiền lãi trong khoảng thời gian này, lại có thêm thần may mắn phù trợ nên khả năng bản mệnh có thể phát tài nhờ vận may của mình. Tử vi tháng 8 âm lịch, sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến khá là vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng trong thời điểm tháng 8 âm lịch. Người đã đi làm thì phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, năng nhặt chặt bị rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến cho lãnh đạo của bạn nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Có điều trong tháng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến cho xương cốt thoái hóa. Do đó nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi không có nhiều thay đổi so với tháng trước. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vẫn không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc có thể đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được phân công. Để giảm căng thẳng, stress, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin tưởng, chăm chỉ vận động hoặc là tham gia các chuyến du lịch ngắn ngày. Trên phương diện tình cảm, nếu muốn chạm tay được tới hạnh phúc, bản mệnh cần giữ thái độ chủ động hơn. Nếu gặp được người như ý muốn thì hãy mạnh dạn là người kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Nếu không thì rất khó khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao đi lướt qua nhau. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch năm Canh Tý, người tuổi Kỷ Hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc. Thế nhưng sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức tăng lương nằm ngay trước mắt. Các lĩnh vực đầu tư của con giáp này cũng thu được những khoản lợi nhuận đáng mừng, khiến cho cuộc sống của bản mệnh trở nên dư giả, có thể thoải mái tận hưởng mọi điều mình yêu thích.
Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh dễ mắc phải những căn bệnh như là cảm cúm, nhức đầu, dạ dày. Vì thế cần ăn nhiều đồ ăn tươi, rau, hoa quả, tránh các món cay nóng. Đồng thời, nếu cơ thể có những dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, không nên chần chừ kéo dài thời gian mắc bệnh. Tử vi tháng 11. Tử vi tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, người tuổi này không được thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng nên không có tín hiệu lạc quan. Tuổi Kỷ Hợi thường hay mắc phải sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình trước khi nói gì hoặc là làm gì, cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm, cuộc sống và công việc. Phương diện tài lộc, người tuổi Tân Hợi dễ bị trừ lương vì những sai lầm của mình mắc phải trong công việc nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi. Cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tổng thể vận trình của người tuổi Kỷ Hợi không có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là trên phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong sự nghiệp thì bản mệnh thường không hiểu hoặc là hiểu nhầm ý của cấp trên, rất dễ dẫn đến làm việc không đúng mục đích, không đạt được đến kết quả như mong muốn. Đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực thiết kế, biên tập, rất dễ mắc phải sai sót, thậm chí là đánh mất sự tự tin của mình. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần, cố gắng nhận ra điểm yếu của mình để có kế hoạch sửa chữa, bồi dưỡng kịp thời. Trên phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng như ý, còn những người đã lập gia đình thì dễ xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm với nửa kia. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh và dành thời gian trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo tử vi của 12 con giáp năm 2020, người tuổi Kỷ Hợi vận trình không mấy khởi sắc, thậm chí còn vướng phải những chuyện thị phi, mâu thuẫn nữa. Tiền bạc tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay còn bị nẫng tay trên, thậm chí còn có nguy cơ vướng họa thị phi, quan tụ. Chuyện tình cảm cũng không được như ý, người có đôi dễ vì mâu thuẫn mà tình cảm rạn nứt. Song với người độc thân thì đây lại là khoảng thời gian đáng nhớ khi đôi bên bắt đầu suy nghĩ tới việc về chung một nhà. Theo tử vi năm 2020, tứ lục tinh chủ về công danh sự nghiệp bay vào phương Tây Nam trong nhà. Đây cũng chính là văn xương vị năm Canh Tý. Mệnh chủ có thể đặt phòng làm việc hay là bàn làm việc ở vị trí này trong nhà để vận trình sự nghiệp được thúc đẩy. Ngoài ra thì người mệnh này có thể sử dụng một số vật phẩm phong thủy cát tường giúp ích cho con đường công danh như là thuyền buồm phong thủy, tháp văn xương hay là tượng voi hoàng ngọc. Ở phương vị của hỷ thần là góc chính nam trong nhà, gia chủ tuổi Hợi có thể đặt tượng kỳ lân phong thủy để vượng vận quý nhân, đón cả tin vui về tình cảm và công việc. Như đã hứa ngay từ đầu thì chúng tôi có nói sẽ tặng quà cho các bạn tuổi Kỷ Hợi thái tuế phù làm bùa may mắn cho mình. Để nhận quà cũng như là thỉnh các vật phẩm phong thủy cho mình, các bạn hãy liên hệ hotline với chương trình. Chuyên viên phong thủy may mắn sẽ giải đáp cho các bạn mọi thắc mắc về tử vi phong thủy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Để thể hiện quan điểm của mình, các bạn hãy để lại quan điểm cá nhân bên dưới phần bình luận để phong thủy may mắn tiếp tục hoàn thiện và phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.